Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ thị trấn Vĩnh Bình. Cái này là của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Còn phía trước mặt mình đó là chợ Vĩnh Bình nhé. Nó còn cái con rạch phía trước mặt mình đó là rạch Vàm Rồng. Rạch này mình thấy nó nối liền ra ngoài sông Cửa Tiểu luôn á. Ở đây là nếu mà đi thì nó hông xuống tới thị xã Gò Công luôn. Ở đây mình chạy chút xíu, mình sẽ qua cầu, mình vòng ở bên chợ nha. Chợ nằm hướng bên phải mình nè. Cái này nếu mà bạn quẹo trái đó thì cái hướng đi ra ngoài quốc lộ 50, ra ngoài ngã tư Hòa Đồng á. Còn nếu mà đi thẳng luôn đó thì đi cái hướng cặp cái bờ con rạch này nè, thì đi xuống xã Hành Trị hoặc là Yên Luôn, hoặc không thì đi xuống tới thị xã Gò Công luôn. Ở đây mình sẽ quẹo phải nha. Mình quẹo vô chợ Vĩnh Bình. Ở khu vực thị trấn này mình thấy gần như là nhà cửa đông nhất là ngay chỗ cái chợ này thôi. Còn không là cái trục lộ hồi nãy ngang chỗ cầu mà đi ra quốc lộ 50. Ngoài đó thấy cũng đông nhưng mà không bằng. Gần như là bao nhiêu mình thấy tập trung ở đây hết trơn à. Ở nay lên chợ Văn Hóa rồi nha. Nè, khúc ngoài đây thì bán trái cây. Nè, bên trái thì bán khô. Nó mình thấy buổi chiều bán cũng được lắm nha. Cái này nếu bạn đi thẳng thì cái sạp đó mình nhớ lúc trước là buổi sáng là bán cá đó. Mà giờ người ta nghỉ hết rồi. Nói nên mình sẽ chạy vòng vòng khu vực nhà lồng chợ nha. Nhà lồng chợ nằm hướng bên trái mình á. Còn bên phải thì nhà dân. Nó bây giờ thì cũng có khách nhưng mà cũng lác đác à. Còn người bán thì rất là nhiều nha. Mình thấy gần như là đủ hết luôn á. Nói mình đi cũng nhiều chợ rồi nhưng mà mình thấy chợ này là gần như là không thấy đóng cửa gian hàng nào hết. Chứ nhiều khi đi trên chợ Mỹ Tho hoặc là chợ Bến Tre đồ thấy gian hàng đóng cửa cũng khá là nhiều á. Còn ở đây thì gần như là mặt bằng nào cũng thấy cũng có bán hết trơn à. Nào, đây thêm cái nhà lồng chợ đây nè. Khúc đây thì nó không có nhộn nhịp bằng khúc hồi nãy. Có mấy cái gian hàng giờ ta cũng đóng người ta nghỉ thôi. Có mấy cái chỗ mà bán ăn sáng thì thường giờ này đóng rồi nha. Có khi người ta bán buổi sáng rồi giờ ta bán thêm buổi chiều cũng có nữa. Rồi, phía trước hình như cũng có cái nhà lồng chợ nữa nè. Nhưng mà mình thấy đây làm như xe đậu hay sao á. Không thấy buôn bán gì nhiều. Rồi để mình vòng lại nha. Nó này đi thẳng thì chạy lại cái lộ lớn hồi nãy. Nó chợ này mấy bạn đi buổi sáng kìa thì nó mới đông. Chứ còn buổi chiều thì nó cũng lác đác vậy thôi. Đa phần thì chợ quê là vậy. Riêng những cái chợ nào mà nó nằm gần khu công nghiệp rồi đó thì nó bán buổi chiều thì ngon. Chứ còn bình thường thì buổi chiều là lác đác vậy. Trừ những cái ngày gần Tết nha. Gần Tết thì chợ chiều mình thấy rất là đông luôn. Chứ còn ngày thường thì ít khi nào vậy lắm. Nó mà đa phần thì người bán người ta ngồi không à. Mà phía bên đây thì đông đâu khách khứa vậy đâu. Hồi nãy đi cái chỗ bên trái cây thấy đỡ đỡ đường tí. Còn mấy cái mặt hàng này thì mình thấy bây giờ người ta cũng hạn chế mua nữa. Gần như bây giờ đi chợ thì chủ yếu là người ta mua thực phẩm hoặc là mua trái cây rồi. Trái cây thấy cũng ít nữa, đa phần là thấy thực phẩm là mua nhiều. Rau củ quả thịt cá đâu. Còn quần áo thì mình thấy cũng ít nữa. Lúc gà mình thấy người ta hay mua đồ mà đổ đóng đóng á, đồ xô á. Có vài chục ngàn món rồi mình thấy mấy cái đó thì bán giải đó. Chứ còn ở trong sạp thì cũng ít lắm. Hoặc là mấy cái chỗ mà bán giải mình thấy lúc về cũng bán cũng chậm lắm. Ở đây quẹo trái thì cái hướng đi ra ngoài ngược ngoài quốc lộ 50 nha. Còn này mình sẽ quẹo phải. Nếu mấy bạn đi đường này thì mấy bạn chạy cuối đường luôn đó thì ra ngoài sông Cửa Tiểu. Ra ngoài sông Tiền đó nha. Nhưng mà cái nhánh Cửa Tiểu. Là đi ra ngoài xã Vĩnh Hụ rồi đó. Còn không thì đi ra ngoài cống Vàm Rồng đâu. Cái đường này thì em hởm mình có đi rồi. Mình nhớ như có đi ngang chợ kênh 14 này giờ. Nếu bạn có xem thì lục lại những clip cũ nha. Mình chạy chút xíu mình sẽ quẹo phải. Cái đường này đi ra thì chạy cũng ngon lành lắm. Đó, bây giờ thì mình sẽ chạy ra ngoài quốc lộ 50 nha. Nhưng mà mình không có đi đường Nguyễn Nhân Côn này. Mà mình đi đường Nguyễn Hữu Trí. Cái đường đó thì nó cũng song song với cái đường này nè, mà nằm hướng bên phải.
Thế coi mình quẹo đây hay quẹo đằng kia. À, đúng rồi, quẹo đằng kia. Quẹo đây là chạy vô nhà Long Trợ nữa đây. Ở này đi thẳng chút xíu rồi tới góc cua đó là tới ngay chỗ bệnh viện huyện nhá. Đa phần mình thấy cái dãy bên phải mình thì nhà rất là đông. Bên trái thì cũng được nhưng mà nó không bằng. Gần như là tập trung ngay chỗ chợ không à. Này mình sẽ quẹo qua đường huyện lộ 8. Cái hướng này mình đi thì nó hơi bị chói nắng một tí. Ở chợ Vĩnh Bình này thì mình thấy nó có nổi tiếng là món bánh giá. Thường thường kêu là bánh giá chợ Rồng hoặc là bánh giá Hòa Đồng. Tại vì chợ Rồng là cái tên cũ của chợ Vĩnh Bình. Để hồi mình chạy ra ngoài lộ lớn coi có bán rồi mình sẽ mua cho bạn coi. Nó bánh giá thì ăn cũng được lắm nha. Nếu mà nhìn từ xa thì mình thấy nó cũng giống như là chuối chiên vậy đó. Nhưng mà nguyên liệu của nó thì gồm bột gạo với đậu xanh. Hai cái đó trộn lại. Rồi còn nhân đó thì có giá nè, có gan, có thịt. Rồi thêm một hai con tép bạc đất nữa. Thường thì người ta sẽ đổ bột vô cái giá. Cái giá dạng như giá mút canh mình nha. Rồi cái người ta cho nhân vô. Cái người ta phủ thêm lớp bột nữa. Cái ta bỏ vô chảo dầu người ta chiên. Chiên thì mình thấy cũng gần gần giống như chiên chú chiên thôi. Nhưng mà thường thì có con tép bự nằm ở trên nha. Có khi thì được một con hoặc là hai con. Tùy giá nữa. Nói thì cái đó thì mấy bạn cắt ra. Cắt lát ra rồi ăn chung với rau sống. Với nước mắm chua ngọt. Ăn cũng được lắm á. Cái đường này thì mình chạy dọc cái con gạch Vàm Rồng nha. Khúc này gạch khá là rộng nữa. Ở trên mình thì lúc trước cũng có bán nữa. Nhưng mà làm như là bán cái món đó người ta không có chuộng lắm. Rồi cái cô bán đó nay cũng dẹp mất tiêu rồi. Bởi vì nên nhiều khi thì đi ăn thì cũng hên xui nữa. Nhưng mà khu vực này mình thấy người ta bán cũng nhiều lắm. Đặc biệt là ngoài quốc lộ á. Thì có quán cà phê sát bờ sông rồi, rất là mát luôn. Đây mình sẽ chạy tới cầu này, mình sẽ quẹo phải nha. Đi thẳng thì mấy bạn đi lên tới cầu Vĩnh Hữu luôn á. Ở đây là cầu Nguyễn Hữu Trí. Nhưng mà ở trên bản đồ thì nó ghi là cầu lộ xe be. Mình cũng không có rành nữa. Nhưng mà cái bảng đây thì nó ghi là cầu Nguyễn Hữu Trí. Nó còn cái đường cũng là đường Nguyễn Hữu Trí luôn nha. Chạy tới chút xíu thì có cái trường học của Nguyễn Hữu Trí nữa. Nó bây giờ thì gần như là mình thấy những khu vực nông thôn á, hoặc là thị trấn đâu đó. Là bây giờ mấy cái đường đều có tên hết trơn à. Thường thường là đổi tên thành những người có công với cách mạng không à. Hoặc là những anh hùng lịch sử đâu. Mình nhớ như là hồi trước dịch đi là không có gặp. Còn từ sau dịch đi là bắt đầu là mấy cái thị trấn nó bắt đầu có tên rồi đó. Còn những cái đường quê thì những cái trục lộ chính này mới có đó. Chứ còn bình thường thì cũng ít lắm. Nó ra khúc này thì nhà cửa nó thưa rồi nha. Hồi nãy khúc dưới là ngay trung tâm. Ở đây mình giống như đi ngoài ngoại ô vậy. Nên nhà nó không bằng. Chỉ là nhà cửa dọc hai bên lộ không à. Ở này nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng đi về Hạnh Nhật nha. Hồi nãy mình đã chạy từ cái hướng bên trái mình chạy xuống đây rồi. Giờ mình đi thẳng ra lộ nữa. Thông thường thì mình đi đường Nguyễn Văn Côn không mà đi cái trục lộ chính đó. Bữa nay mình đổi hướng mình đi cái đường phụ này. Nó tại vì cái đường này mình chưa có đi nên mình đi thử coi như thế nào. Nào phía bên trái mình là trường tiểu học nè. Nó trường cũng khá là lớn. Nó gần trường thì bạn thấy quán xá đồ rất là nhiều nha. Nhưng mà bữa nay thì đa phần thì trường học nghỉ lễ hết trơn rồi. Nghỉ Tết Tây nè. Nó đi mấy cái trục phụ thì bạn thấy nó quán xá thì gần như là mình thấy bán được có buổi sáng không à. Buổi chiều thì cũng hạn chế lắm. Nè bên trái mình nguyên cái dãy đóng cửa. Cái nhà này làm như mới có cái gì nhìn thấy mới to nè. Cái dãy bên phải cũng vậy nè. Bây giờ mà nhà cho thuê mà cái dạng mới mới nhìn thấy rất là nhiều luôn á. Cái khúc lộ này nó hơi xấu nha. Khu vực này mình thấy gần như là trồng dừa rất là nhiều. Coi bản đồ thấy cũng có ruộng lúa nhưng mà hiếm lắm. Ở đây nếu mà bạn đi về Gò Công Đông á, cái hướng gì Gò Công Đông mình thấy rất là nhiều ruộng lúa luôn á.
Còn nếu mà từ đây mà kéo lên chợ gạo thì có nhưng mà lác đác à. Giờ thì mình thấy gần như là có điều kiện người ta lên đất dừa hết trơn, người ta trồng dừa rồi. Trồng dừa, trồng bưởi. Thanh long mà lúc gài thì nó hơi rẻ nên người ta không có trả chuộng nữa. Nói chung là mình thấy thanh long mà giá cả nó không có được ổn định lắm. Còn mặt bằng cho thuê thì mình thấy càng ngày người ta cất càng nhiều. Hoặc là những dãy nhà trọ rồi đó. Giờ có điều kiện người ta cất quá trời luôn. Còn quán xá thì thôi khỏi nói rồi, đi đâu cũng gặp á. Cũng như bình thường thì hồi đó cái nhà người ta có xác lộ nhưng mà người ta để ở thôi. Còn bây giờ cái người ta cải tạo lại phía trước. Người ta làm thành cái quán nhỏ để người ta bán lai rai. Là phía bên phải mình có cái nhà nuôi yến nè. Và chỗ này có mấy cây kiển nhìn cũng đẹp lắm nè. Các bạn hé đa phần là nhà tường không nha. Có mái thái hồi nãy giờ gặp cũng nhiều ghê luôn á. Còn phía sau thì cũng trồng dừa hoặc là trồng cỏ mà. Trồng cỏ là thường là để nuôi bò. Nuôi bò hoặc là nuôi dê nhưng mà mình thấy bò là nhiều hơn á. Dê thì lâu lâu mới gặp. Nó ra khúc này thì bắt đầu vắng dần rồi nha. Ở đây có bánh xèo đó nè. Lúc đài mình thấy người ta mở quán, người ta bán những cái món ăn chơi nó cũng nhiều lắm. Có chỗ thì mở bánh xèo, có bánh ướt, có bánh khọt, có bánh bèo cũng có nữa. Nhưng mà mình thấy thường thì mở những cái quán đó thì thấy tồn tại không có lâu. Thỉnh thoảng thì cũng có nha. Cái dạng như bán mà ở mặt bằng nhà đó thì mình thấy những cái quán rất là lâu. Còn mà mướn mặt bằng á, mình thấy hiu quá lắm. Dù cho mấy bạn bán được đi, nhưng mà khi mấy bạn đổi chỗ đó, mấy bạn mất khách rồi cũng nhiều lắm á. Tại bây giờ mình thấy mấy cái chỗ mặt bằng cho thuê đó, thì giá càng ngày nó càng tăng. Điện nước rồi nó cũng tăng, gần như là chi phí đồ nào cũng tăng hết. Mà giá mấy bạn bán ra đâu có tăng được đâu. Tăng đó là mất khách. Mà đổi chỗ khác rẻ hơn đó thì cũng bị mất khách nữa. Mình thấy nhiều quán lúc trước bán cũng đắt lắm nha. Nhưng mà cái hê mặt bằng chỗ cũ nó bị tăng giá đó. Thường thường bán được lẽ nào cũng bị tăng giá à. Cái người ta đổi chỗ khác người ta bán. Rồi gần như là mất khách luôn. Cái người khác người ta nhảy vô người ta hê chỗ đó, đó. Cái người ta bán cái món y hình như vậy luôn. Cái người ta giật được mớ khách. Giờ đủ chuyện hết trơn. Thậm chí là quán nhậu mình thấy cũng có trường hợp tương tự vậy đó. Chủ nhà tăng lên cái người thuê người ta chịu không nổi người ta đi. Cái chủ nhà lấy cái bảng hiệu đó, lấy bàn ghế vậy luôn, người ta bán y chang vậy luôn. Nhiều cái cũng nhức căng lắm. Nào phía bên phải em có cái công ty khá là bự này nha. Cái này hình như là công ty sản xuất nhựa vậy á. Mình thấy nó giáp tới hai mặt lộ luôn á. Nó giáp đường này với nó giáp thêm cái trục lộ chính đi vô trong thị trấn nữa. Mà thấy nó xây tường nó rất là hoành tráng luôn. Ra đây thấy toàn đất vườn không mà. Ở đây thì mấy bạn chạy ra ngoài quốc lộ đó, ngoài đó thì nó mới sơm tụ thôi. Bên trái trồng kiện quá trời luôn nè. Lúc này đi gặp mấy cái bông giấy nở bông rất là đã luôn á. Nhưng mà tháng này mà nở thì mới mốt Tết là đâu có bông nữa đâu chơi. Phía bên trái mình chỗ này thì giống khơi bánh tráng quá. Như lúc này mình thấy mấy cái trục lộ phụ mà của khu vực này nè. Người ta đều cán nhựa hoặc là người ta đổ bê tông ở trơn à, chạy cũng được lắm. Chỉ có riêng mấy cái trục lộ nào mà ít người đi đó thì còn đổ đá thôi. Chứ còn thông thường thì bây giờ mình thấy làm lợi ngon lành hết trơn à. Nhiều cái trục chính thì bây giờ thì cũng mở rộng hoặc là làm cống, làm dĩa hè đâu hết. Cũng như mình thấy cái khu vực thị trấn mà nằm ở ngoài quốc lộ 50 đó. Thì hiện tại là nó cũng đang làm cống với làm dĩa hè đó. Mà mình thấy thường thường cái dịp Tết là hay gặp lắm. Gần Tết cái là làm đường đồ là nhộn nhịp nhất luôn á. Bởi vì nhiều người người ta buôn bán người ta cũng than phiền đủ thứ chuyện hết trơn á. Cái dịp gần Tết là cái dịp kiếm tiền nhưng mà bị làm lộ thì
nó dần dần vô đó rồi nó bị vướng buôn bán khói bụi đủ kiểu hết. Cái này mình ra quốc lộ 50 rồi nhá. Cái này nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng đi về chợ gạo hoặc là đi về Mỹ Tho, quẹo phải thì cái hướng đi về thị xã Gò Công nhá. Đây mình sẽ chạy xuống ngay chỗ bến xe Gò Công Tây. Gò Công Tây thì cách cái ngã tư chắc chừng vài chục thước à. Để coi vòng vòng để có chỗ nào bán bánh giá không để mình mua một cái. Thì mình mua về nhà ăn chứ mình thì cũng không có khoái món này lắm. Nè đây có bánh giá ba đẹp nè. Nó 20.000 cái nha. Để mình ăn thử ba cái. Mình thường ăn thì ở trên khu vực mình á, chứ còn ở đây thì mình cũng chưa có mua thử nữa. Nhưng mà hở mày nhỏ em mình giới thiệu về khu vực này bán ngon lắm. Nơi phía trước mặt mình có cái anh bán vịt quay nè, có cái mùi khá là thơm luôn á. Ở buổi chiều là hay gặp bán đồ nướng nhiều lắm nha. Ví dụ như phèo nướng nè, rồi giò heo hoặc là gà vịt hoặc là cút đồ. Là mấy cái món nó dễ nhậu lắm. Chị này chỉ bán bánh cho mình mà chị không có cho rau với nước mắm, mình phải xin thêm nữa. Cái này cũng tùy nha, ví dụ như bạn biết rồi bạn xin, còn không biết thì bạn lấy bánh này về ăn không cũng được. Nhưng mà nếu mà bánh này mình thấy ngon nhất là lúc mà vừa chiên xong á, nó còn nóng hổi đó, lúc đó là nó giòn khố ăn đã lắm. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy nhiều chỗ người ta bán, người ta bỏ bột giòn hơi nhiều nên ăn thì nhiều cái thấy nó giòn nhưng thật sự thì bỏ quá thì nó cũng bị cứng nữa. Bây giờ đợi chị lấy rau với lấy nước mắm nha, chứ hai cái này mà đi về mua với làm nó cũng mệt lắm. Nước mắm mà ví dụ như có nấu sẵn đó nha thì ăn rất là ngon, chứ còn mà pha bình thường thì ăn mình thấy cái hỏng nó cũng không được lắm. Mình thì mình thấy thích nước mắm là phải nấu, nước mắm với đường thì nấu. Thường thường ví dụ như các bạn ăn mặn đó thì tỷ lệ đường với nước mắm là 1:1, còn nếu mà muốn ngọt tí đó thì thường thì một nước mắm 1.5 đường, coi như là 1 ký nước mắm 1.5 ký đường đó. Rồi xong cái đó thì chanh hạnh thì nặn vô vừa đủ rồi nha, rồi bằm thổi ớt vô rồi là dứt. Còn rau thì tùy loại, thích rau gì thì bỏ rau đó cho thôi, hoặc là mấy bạn cuốn cũng được, lấy xà lách đồ hoặc là cuốn như bánh xèo vậy đó. Mình thấy món này ăn cũng đa dạng lắm. Ở đây kêu là bánh giá là chữ G đó, nhưng mà ở tên mình thì thường hay phát âm thành chữ vợ không là bánh giá. Ở đây mình thấy dọc mấy chỗ này cũng có bán. Hồi nãy sau lưng mình cái đường mà mình vừa quẹo ra lộ đó, mình thấy cũng có cái chỗ bán đó, nhưng mà chỗ đóng cửa mất tiêu rồi. Còn khúc này hình như lác đác mình nhớ có 2-3 chỗ vậy. Bây giờ buổi chiều thì bán đồ nướng nó hơi nhiều. Ở phía trước mặt mình đó là ngã tư Hòa Đồng nha. Nếu bạn quẹo phải cái hướng chạy ra ngoài chợ Vĩnh Bình đó, còn quẹo trái mình thấy cái đường giống như đường cục mà chạy ra dưới cái bờ kênh. Khu vực này thì quán xá rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là dọc hai bên lộ mà. Cái đường này mấy bạn đi về thị xã Gò Công bây giờ chạy rất là ngon nha. Ngày xưa thì kêu đi về Gò Công nhưng mà tại vì bây giờ Gò Công thì nó tách ra rồi, cũng như khu vực mình đó là Gò Công Tây nè. Rồi chạy tới khúc nữa thì gặp thị xã Gò Công, là chợ Gò Công rồi đó đó. Rồi còn đi thẳng ra cái hướng giáp biển đó thì nó là Gò Công Đông, là trung tâm nó là ngay chỗ thị trấn Tân Hòa đó. Nè, còn bến xe Gò Công Tây nằm bên trái mình. Bây giờ thì đi ra bến xe thì mình thấy bến xe thành phố rồi cũng vậy, nó vắng lắm. Chỉ có ra bến xe miền Tây đó thì ra ngoài đó hay đông à. Chứ còn những khu vực khác thì bây giờ nó có những cái nhà xe ở ngoài nó tự chạy rồi, nên giờ xe ít khi nào mà vô đây lắm. Gửi đồ rồi cũng vậy nữa, người ta ra mấy nhà xe phía ngoài người ta gửi không à, nên nhiều khi bạn vô đây các bạn thấy trống rỗng à. Nói có điều cái nhà xe này ít rác nha, chứ mình thấy nhiều khu vực vô nhà xe nhìn thấy gầu lắm. Nó đây thì sạch trơn à. Bây giờ thì gần như đi đâu cũng vậy, không cần nhất thiết là phải vô bến xe đâu. Các bạn lợi mấy nhà xe tư nhân các bạn đi nhiều khi nó khỏe mà nó lẹ hơn. Rồi giờ mình sẽ chạy về Mỹ Tho nha.
Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.